Để hoàn thành quy trình công nghiệp nhồi, tổng lắp đạn cối 82 ly sát thương phải trải qua rất nhiều công đoạn từ đơn giản đến phức tạp. Trong đó, khâu nhồi thuốc và khoan hốc lắp ngòi nổ có ý nghĩa quyết định cơ bản đến thành công. Trước khi tổ chức sản xuất số lượng lớn, nhân viên kho K6 Cục Kỹ thuật Quân khu 7 phải tiến hành kiểm tra, vận hành máy móc thật kỹ càng. Trước khi vào một nô sản xuất thì chúng ta phải là nhồi quả bổ đôi để kiểm tra mật độ nhồi. Mật độ nhồi có đảm bảo thì mới sản xuất đồng loạt. Mật độ nhồi để đảm bảo quá trình sản xuất là từ 1,30 đến 1,45 gam trên cm khối. Nếu mà chúng ta sau khi quả bổ đôi này, sau khi chúng ta đã thử rồi, thử nghiệm thành công rồi á, thì đảm bảo là sản xuất thì chúng ta sẽ sản xuất hàng loạt theo đúng quy trình kỹ thuật. Để vận hành dây chuyền theo quy định cần đến 33 nhân công, trong khi quân số của trạm bảo dưỡng sửa chữa của kho chỉ hơn 10 người. Ngoài ra, điều kiện trang bị cơ sở vật chất chưa đảm bảo, còn thiếu so với yêu cầu của dây chuyền. Đơn vị đã triển khai sản xuất theo từng phân đoạn, hình thức cuốn chiếu. Để giải quyết khó khăn kịp với tiến độ đề ra, những người lính thợ kho K6 đã có nhiều sáng tạo phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị và địa bàn đóng quân. Để vận dụng cho phù hợp với điều kiện đơn vị thì chúng tôi có một số cái thay đổi, những sáng tạo trong quá trình thực hiện. Ví dụ như là cái nguyên công sơn, chúng tôi sử dụng cái điều kiện hiện có của đơn vị nhưng mà sơn bằng gáp máy phun sơn thì nó cũng tiết kiệm được cái thời gian và công sức bộ đội cũng như là nhân công. Đồng thời là cái chất lượng lớp sơn thì nó được đảm bảo và chất lượng tốt hơn. Thứ hai nữa là những một số cái nguyên công, ví dụ như là các cái nguyên công in ký hiệu thì theo cái phương pháp chuyển giao của nhà máy thì bằng cái phương pháp in ký hiệu lăn, thế nhưng mà chúng tôi là có thể vận dụng là cái phương pháp là in ký hiệu bằng phương pháp là xịt ký hiệu hoặc là công nghệ in lưới. Do đây là lần đầu tiếp nhận công nghệ mới, yêu cầu kỹ thuật cao, sản xuất phải theo đúng bản vẽ sản phẩm, nên ban đầu những người lính thợ kho K6 cũng gặp khó khăn, bỡ ngỡ. Cấp ủy chỉ huy đơn vị đã đặt quyết tâm rất lớn để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đến nay, cán bộ chiến sĩ trong đơn vị đều làm chủ được thiết bị công nghệ, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ sản xuất các lô sản phẩm với số lượng lớn hơn. Ngay từ đầu, đơn vị chúng tôi đã xác định đây là một nhiệm vụ hết sức quan trọng. Do vậy, đã tổ chức huấn luyện cho cán bộ chiến sĩ nhân viên nhanh chóng kịp thời làm chủ các quy trình công nghệ và tổ chức sản xuất. Đến giờ phút này thì đơn vị đã tổ chức bao gói in xì tổng lắp xong 1.350 thân đạn cối theo chỉ tiêu nhiệm vụ của trên giao. Tất cả các sản phẩm sau khi sản xuất đều được đánh giá, kiểm tra các thông số kỹ thuật đều đạt yêu cầu chỉ tiêu. Với việc sản xuất thành công đạn cối 82 ly sát thương, những người lính thợ quân khu 7 đã chứng minh không có khó khăn nào có thể khuất phục được ý chí, bản lĩnh và sức sáng tạo của bộ đội Cụ Hồ. Các anh vẫn ngày ngày thầm lặng cống hiến cho ra đời những loại vũ khí trang bị kỹ thuật mới, phục vụ tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.